Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận và phân phối bộ đồ dùng thiết yếu đến Hội Nông dân 7 quận huyện để hỗ trợ cho hội viên nông dân nữ có nguy cơ bị bạo lực giới. Đây là chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức và tài trợ, với số lượng lên đến 2.800 bộ. Bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp là nét đặc trưng trong gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ sức khỏe, đời sống, cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu rủi ro bạo lực giới, đồng thời ứng phó và bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng tiêu cực do khủng hoảng. Hoạt động này còn nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ các can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam trong bối cảnh khẩn cấp của đại dịch COVID-19. Sau khi tiếp nhận, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng sẽ trực tiếp chuyển tới các cơ sở hội địa phương làm đầu mối để phân phối cho các hội viên nữ có nhu cầu.